Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Với Nắng. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Cassiopeia, đứa con út xinh đẹp nhất trong gia tộc Ducato của Noxus, cũng là một sinh vật chết chóc đáng sợ, thích thao túng kẻ khác để thực hiện ý đồ nham hiểm của mình. Nghe kinh vờ lờ nhưng mà trong đấu trường chân lý thì nó chỉ có 80 tiền thôi. Nằm trong số những con tướng rẻ nhất, nhưng khả năng carry lại tốt nhất luôn đấy. Cassiopeia có khả năng gây sát thương phép thuật lên mục tiêu và làm chúng giảm khả năng hồi phục trong 5 giây. Nếu kẻ địch đã bị giảm hồi phục thì Cassiopeia sẽ gây thêm sát thương phép thuật. Như vậy là đủ để khi rát vàng sẽ giúp các bạn on top leo rank rồi. Chi tiết hơn thì mình sẽ vào game để các bạn không còn nghi ngờ gì nữa nhé. Đánh nhiều Legend để pro hơn với Master Yi nha các bạn. Thành phố được vote là Billswater, cầu cảng sát sinh. Đồ khởi đầu sau 3 rau quái của mình là một nước mắt, một kháng phép và một DF. Lõi công nghệ vàng xuất hiện ở vòng 2.1 với tiếp sức là cái lõi của Yi rồi nên là không bàn tới. Huy hiệu vô pháp cũng là một cái lõi khá là quen thuộc với anh em từ đầu mùa 9.5 đến giờ rồi phải không? Điểm nhấn ở vòng chọn lõi này chắc là giáo dục vỡ lòng. Từ khi Kalista bị xóa sổ khỏi mùa 9.5 thì cái lõi này cũng ít được tận dụng hơn. Mình mới học lỏm được một bài có thể dùng được lõi này từ các pháp sư Trung Hoa nên là mình sẽ áp dụng thử luôn nha mọi người. Và vị tướng đảm nhận trọng trách sử dụng cái lõi này không ai khác chính là Cassiopeia. Chọn lõi xong thì mình được roll 3 phát nhờ thành phố cầu cảng sát sinh và mình bắt được Cassiopeia 2 với cả Chocolate 2. Đối thủ đầu tiên mình gặp cũng đếp bằng đấu sĩ và Cass mà họ còn lắp hai đồ cho con Cass nữa. Chênh lệch về số lượng chết cũng như là đồ nên là mình thua round này. Tiếp tục để thua 3 chết khi mà gặp cái nhà này đang đếp với form hướng đến bài trinh phạt và lắp đồ cho Ash. 2.3 cho được Soraka vào sân và tích 10 tiền. Đối thủ mình gặp lần này khá là yếu, chỉ với Samira 2 trên sân, còn tanh đi full 1 sao. Cho gắt 2 với 2 đấu sĩ là đủ để câu kéo cho Cass của mình làm việc, hack về kha khá lượng sức mạnh phép thuật. Đi chợ mình chọn nước mắt đầu tiên để lắp blue cho Cass ra chiêu nhiều nhất có thể. Điều này sẽ giúp mình đép tốt hơn và có thể giúp cho Cass hack thêm AP từ lõi giáo dục vỡ lòng. Không up level 5 để tiễu roll 3 sao. Mình gặp nhà này vừa đông chết lại còn vừa mạnh với form Billswater. Lắp cả vuốt rồng cho Illaoi, mình thua hẳn 4 chết. Hoàn thành chuỗi Caro với 82 máu sau khi mà mình chiến thắng cái nhà Pithover ở vòng 2.6. Một đai máu và một găng là hai đồ mà mình được trả ở round người đá. 3.1 với 4 cast và 4 cho gáp. Mình quyết định Hyper Roll để lên 3 sao cho Cassiopeia được hack AP sớm nhất có thể. Roll 49 tiền đến khi cạn thì mình bắt được 8 Cassiopeia, 8 cho gáp. Chưa lên 3 sao nên là mình vẫn thua một nhà khá là nhiều 2 sao ở round này. Vòng tiếp theo lấp la lấp lánh nhông nhánh lõi kim cương. 3 chiếc lõi đầu tiên khá là cùi nên là mình roll cả 3. Chọn về cặp đôi hoàn cảnh để đánh luôn một bài đấu nâng cao khi mà hai con tướng mình cần sắp lên 3 rồi. Không muốn thua nữa để lấy chuỗi thắng vì cảm giác là bài khá mạnh. Mình roll tiếp và lên được chó gắt 3 cùng 6 direct tông. Các thứ 9 thì vẫn chưa thấy đâu. Bài đã ổn áp nên là mình lắp đồ luôn huyết kiếm cho chó gắt, truy phản kích cho rắn, xử đẹp cái nhà trinh phạt ở vòng này để có được chiến thắng đầu tiên. Vừa thắng được round thì gặp ngay cái nhà bắn tỉa với 6 chết, cộng thêm cái cặp câu kéo quá nhiều thời gian, combat diễn ra gay cấn giữa hai bên và mình thua một chết cay đắng. Lấy về Nasus cầm gậy ở chợ để tí nữa sẽ lắp đồ nốt cho Cassiopeia. Gặp lại nhà Billswater đầu game nhiều chết đấm mình, giờ ông ấy đang xoay Asia. Chiến thắng áp đảo dành cho người đã có form là mình. Mãi đến 3.6 thì Cass thứ 9 mới chịu xuất hiện để cho các bạn được chiêm ngưỡng sức mạnh của rắn rớt vàng. Đối thủ đầu tiên được trải nghiệm sức mạnh này là một nhà cũng lê lõi cặp đôi hoàn cảnh nhưng mà chơi Samira. Samira 2 không đồ thì làm sao mà đọ lại rắn của mình mà đây, xin nhé. Đến với rau sói thì Rick tông ra một lúc tận 3 con giúp cho mình lên 3 luôn. Săn xong 5 con sói thì mình có thêm một nước mắt và một gậy. Tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo trước cái nhà level 7 có giáp chết. Với form Surima Azir, giá vạn 2 cũng không thể giúp cái ông này giữ lại được chiến thắng trước sức mạnh của Cass nhà mình. Nó cứ khạc đến đâu là có người chết đến đấy. Một khạc một mạng, mình có được chiến thắng thứ 3. Chiếc lõi bạn bè phương xa cho hai vị tướng carry đa cầm đồ của mình là Cassiopeia và Cho'Gath là sự lựa chọn tối ưu nhất. Up luôn level 6 để cho thêm một cặp đôi vào sân. Tiếp tục cộng một chiến thắng để thắp lên ngọn lửa win streak lần đầu tiên của mình là khi đối đầu với cái nhà trinh phạt đã roll cạn tiền, rắn của mình thì cứ gọi là gánh team. Chiến thắng thứ 5 khá là dễ dàng trước cái nhà phù thủy đã giúp mình củng cố lại lượng kinh tế thiếu hụt sau khoảng thời gian hyper roll. Tự dưng ngon vì có cái xẻng vàng ở chợ, lấy về lắp Surima cho chó gác thì hết sảy có bà bảy. Bỏ tạm cặp đôi Red Tông ra để kích hoạt 4 Surima, đổi qua đổi lại khi mà dấu tích có chỉ vào cái nhà ông đang đánh Pinto vào 50 số để né con Cassadin mà cái tay chậm quá đổi không kịp luôn. May là Cass vẫn làm được chứ không thì mình thành tội đồ của Lobby mất. Ông này sau cái pha thua mình thì cũng làm luôn cái top 8 rồi. Cái biết không ạ? Tiếp tục giữ vững chiến thắng trước cái nhà bắn tỉa Afe. Ông này đánh Afe mà không cần cuồng đao luôn, chất thật đấy.
đồ rơi ra ở Rochim không cho mình thêm một cái găng nào để lắp clip phép, nên là mình phải lắp kiếm súng cho Cassiopeia. Nó xét và giao điện được lắp cuối cùng, trông hơi phèn nhưng mà đấy cũng là sự lựa chọn tối ưu nhất mà mình có thể lắp rồi. Up level 7 ở vòng 5.1 để cho thêm cặp đôi Rekton vào sân, gặp lại nhà Surima có rắc chết bị mình đấm lúc nãy. Ngoài việc update được Asia 2 sao thì bài họ không thay đổi gì mấy. Trong khi đấy thì cast của mình càng ngày càng mạnh nhờ hack thêm AP từ lõi giáo dục vỡ lòng. Cast hóa thân khi mà tướng tanh thì hai khạc là đi, còn tướng đam team bạn thì một khạc là oẳng. Chiến thắng áp đảo nâng chuỗi thắng lên con số 8. Xếp lại bài Sami còn lại để tránh bị counter. Nhà trinh phạt gặp mình round này lại khóc rồi. Bỏ túi thêm một round thắng từ cái nhà Asia quân sư full bài 2 sao. Nasus có vút rồng cũng chỉ chịu được 3 khạc từ cast là gục ngã. Sức mạnh đúng là quá khủng khiếp đúng không các bạn? Được. Không còn đồ tanh ở chợ tại vì là bị ông kia nhặt mất rồi. Lưỡi hái bông đêm là lựa chọn duy nhất mà mình có thể lấy cho Rekton. Đang vui vẻ up 8 cười ngoác mồm sau cái chuỗi dài chiến thắng nhờ cái bài đấu dị này thì chắc đã thấy ông bắn tỉa lên Afe 3 sao, nụ cười đã tắt luôn. Đối thủ của mình ở vòng 5.5 là nhà cặp đôi Samira. Chiến thắng vẫn là của mình vì đồ Samira của ông này không đẹp lắm. Sợ mấy thì cũng phải gặp, đối đầu luôn với cái nhà Afe 3 sao. Chó gát chưa kịp thăng hoa thì đã phải nằm xuống. Tuy nhiên Tanh cũng đã khá lâu cho Cass làm việc, không phụ lòng chó gát. Cass ở bên còn lại dọn dẹp từng con một với những chiếc răng nanh của mình. Rekton tràn vào câu kéo những chiếc phi tiêu của Afe. Cass của mình không bị focus vào nên là skill liên tục vào người Afe. Đấy, vẫn thắng, mình là nhất đúng không các bạn? Bạn là nhất. I will leave the light on. Nhất bạn rồi. Sau khi diệt rồng ngàn tuổi thì còn mỗi cái vút rồng lấy được nên là mình lắp luôn cho chó gát. Top 4 cũng đã có người tranh rồi này. Nhà Surima này đã update thêm Kassante 2 cũng như là đồ cho Nasus, nhưng mà cũng không thể níu giữ lại sự sống cho hắn ta. Cast của mình liên tục thể hiện sức mạnh với 12k đam cùng 330 AP đang có. Tiễn ông này lên bảng đếm số với cái top 4. Tiễn! Ông anh cặp đôi Samira cũng tự biết lượng sức mình, FF luôn ra làm game mới cho đỡ mất thời gian. Cuộc chiến chỉ còn lại hai người, mình up level 9 thì đối thủ cũng đã lên 9 thêm Gaplank vào sân. Lượng chết của ông này ngày càng nhiều đã khiến cho cast của mình lộ điểm yếu là skill đơn mục tiêu. Khạc hết được một nửa bàn cờ thì bên kia chiến tuyến, Afe 3 cũng đã làm gọi hết team mình với một skill thăng hoa luân. Trời ơi, thất bại đầu tiên sau chuỗi thắng 14. Đi chợ mình nhặt về Kassante cầm áo tròn bóng tối để hy vọng là lên 2 đã đá xem được phát nào không. Thử đổi chỗ của cast nhưng mà cũng không mấy khả quan. Đối thủ thì update thêm Sen 2 và Gaplank 2. Một thăng hoa luân của ông ý là đi hết team mình mà chưa cần đến sự trợ giúp của Gaplank 2. Ụng súng với hai sửa chữa cũng chỉ giúp mình câu kéo thêm được chút thời gian. Thế là mình tiếp tục để thua. Round dòng ngàn tuổi mình lấy thêm quyền năng cho Rekton. Thật ra thì cũng chỉ là thủ tục thôi mà. Còn bát cuối này thì mình xếp thử cast đứng trước mặt Afe team bạn để lợi dụng khoảng trống bên đấy. Hên hên thì cast có thể khạc chết Afe. Tính toán là đúng khi mà cast khạc hạ gục DTX, sau đấy thì Vi team bạn cũng nằm xuống. Afe được cast chọn làm mục tiêu ngay sau khi Vi chết. Tuy nhiên thì lúc cast khạc vào người Afe cũng là lúc Afe ra skill. Đám đông tụ họp tại đây làm cho cast phải nhận đam và nằm xuống. Đam chính gục ngã có bát kết thúc với chiến thắng dành cho đối thủ. Mình dừng lại ở vị trí top 2, thế là mình không phải là nhất rồi các bạn. Đéo. Với việc cân bằng giữa các bài đấu thì lõi giáo dục vỡ lòng rất phù hợp với cast nếu mà có form bài sớm. Đi cùng với Surima sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho bài đấu này. Chó gát đam cùng sẽ khá là ok vì nó cũng là tướng một tiền roll cùng với cả Cassiopeia mà. Tuy không được top 1 vì thua 4 tiền 3 sao nhưng mà đây vẫn là một dự án lạ với cả hay đúng không các bạn? Ai mà thấy hay thì cho mình xin một like, còn ai mà thấy lạ thì cho mình xin một share nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn leo rank vui vẻ, bye bye!